Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Người dân miền Trung vực dậy khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Cộng đồng người Việt tại Đức thể hiện tâm huyết, trách nhiệm với quê hương qua việc đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Và hãng trang sức hơn 150 tuổi của Thụy Sĩ đưa vẻ đẹp đặc trưng của Việt Nam lên mặt đồng hồ. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, mưa và gió sẽ gia tăng ở miền Trung Việt Nam. Và lúc 13 giờ ngày 5 tháng 11, thì tâm bão còn ở cách biển Quảng Ngãi đến Phú Yên khoảng 210 km về phía đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Dự báo bão đi chậm theo hướng Tây, Tây Nam, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Cảnh báo trên đất liền ven biển Nam Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Phú Yên có gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8. Mưa to nhất cũng sẽ là 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định với tổng lượng mưa phổ biến từ 250 đến 350 mm cả đợt. Các nơi khác ở khu vực Hà Tĩnh đến Phú Yên và Kon Tum, Gia Lai, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm. Trong khi bão số 10 được dự báo tiếp tục ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung, thì lúc này thì người dân vẫn đang phải đối mặt với những hậu quả nặng nề từ cơn bão số 9. Sản xuất nông nghiệp của Nghệ An thiệt hại nặng nề sau mưa lũ. Theo số liệu, thì tổng diện tích lúa bị ngập gần 1.200 ha, diện tích ngô, rau màu các loại bị thiệt hại hơn 9.600 ha, gần 6.400 ha diện tích thủy sản bị ảnh hưởng. Lũ đi qua, người nông dân đang cố gắng vực dậy để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Đã làm nông thì sợ nhất là bèo tây đọng sau lũ. Chẳng thể canh tác gì khi đất còn bèo. Thế nên việc đầu tiên mà bà con xã Thượng Sơn làm khi nước rút là dọn sạch bèo tây. Hội phụ nữ xã chia làm mấy kíp liên tục sáng chiều để khai quang đất sản xuất. Thu dọn và xử lý thì đưa lại tái sản xuất như là vớt lên và bỏ vôi vào cho nó hoai làm phân để là sản xuất với cây trồng như là cây ăn quả ở khu vườn đất cao. Vùng chuyên canh vụ đông của huyện Đô Lương phủ một màu ảm đạm, mọi cây trồng đều thối rễ sau lũ. Gác lại nỗi buồn bị mất trắng hai tạ ngô, tính ra là gần 1,5 triệu tiền lãi. Bà Hoa dọn dẹp lại ruộng ngô và tính đến chuyện xin hỗ trợ vốn để làm vụ lúa cuối năm. Bản thân cô cũng như một người dân ở đây là như là muốn là trên nhà nước là quan tâm là hỗ trợ là bằng tiền. Tiền là để cả cô mua lại là cái ngô để mà nó bù đắp lại cái sự mất mát của đồng ngô này. Hỗ trợ giống và hỗ trợ phấn thì giờ cũng có thể làm lại được cái cây ngô nữa, tại vì là sắp sửa để chuẩn bị là làm lũ rồi. Khi nước lũ rút đi để lại những cánh đồng hoang tàn và ngay cả những cây ngô này cũng không thể để cho trâu bò ăn được. Chỉ còn một cách duy nhất, đó là vứt bỏ. Tháng 12 tới đây thì người nông dân sẽ trồng lại cây lúa. Thế nhưng chưa chắc thời tiết đã ủng hộ cho bà con. Vụ đông năm nay thì coi như cũng đã mất trắng rồi. Hơn chục xã ở Nghệ An nước lũ vẫn rút chậm, những con đường vào thôn vẫn ngập. Còn ở những nơi nước rút, nhiều bà con đã bắt đầu chuẩn bị thóc giống tính toán cho vụ sau. Thiên tai mất mát không thể làm chùn bước con người miền Trung. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập ngày 4 tháng 11 đã tổ chức buổi lễ phát động phong trào ủng hộ nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công khẳng định việc phát động phong trào này là một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết. Những đóng góp của cộng đồng sẽ là nguồn hỗ trợ thiết thực và góp phần động viên nhân dân các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, hoạt động ủng hộ cũng khẳng định sự quan tâm của bà con cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập luôn một lòng hướng về Tổ quốc, theo sát những bước phát triển của quê hương, cùng chung sức, chung lòng xây dựng đất nước dù ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Đại sứ cho biết thêm, có nhiều kiều bào tại Ai Cập vì điều kiện không tham dự được sự kiện đã gửi tiền quyên góp ủng hộ phong trào. Theo kế hoạch, lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai sẽ kéo dài tới ngày 11 tháng 11. Ngày 3 tháng 11, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến cộng đồng người Việt Nam tại Đức đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại diện các hội đoàn, các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức cùng đại diện các chi bộ thuộc Đảng bộ tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tham gia hội nghị.
Tại hội nghị, đại biểu đại diện các tổ chức, hội đoàn của người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức cũng như đại diện các chi bộ đã tập trung đóng góp ý kiến vào từng văn kiện lớn, qua đó thể hiện trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của cộng đồng người Việt tại Đức đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13. Nhiều điểm mới trong dự thảo các văn kiện đã được các đại biểu nghiên cứu, đóng góp ý kiến, trong đó có định hướng mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, những vấn đề về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Một số đại biểu đã góp ý về việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo, tận dụng các cơ hội của công nghệ số cho phát triển quốc gia, nhất là trong kỷ nguyên số và trong bối cảnh kinh tế số đang được đẩy mạnh tại Việt Nam. Các ý kiến của cộng đồng người Việt Nam tại Đức sẽ được tổng hợp gửi về trong nước, góp phần hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng. Ngày 4 tháng 11 tại thủ đô Alger, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã tổ chức hội thảo giao thương trực tuyến về khai thác tiềm năng thương mại và đầu tư giữa hai nước Algeria và Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia của 31 doanh nghiệp Algeria và khoảng 40 cơ quan doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nông sản, thực phẩm, hải sản, dệt may, da giày, dược phẩm và trang thiết bị y tế. Khẳng định Đại sứ quán luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trong việc tìm hiểu thông tin thị trường, giới thiệu đối tác tin cậy và triển khai các dự án hợp tác trong tương lai. Đại sứ Nguyễn Thành Vinh cho biết, dù là lần đầu tiên Đại sứ quán tổ chức hội thảo giao thương trực tuyến, nhưng đây sẽ là cách thức hiệu quả để kết nối doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp. Những hội thảo như vậy sẽ góp phần tạo cơ sở kết nối giao thương, tìm kiếm các đối tác uy tín và là bước chuẩn bị tốt cho thời kỳ hậu COVID giữa Việt Nam với các nước. Tại hội thảo, các doanh nghiệp hai nước cũng đã trao đổi tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư. Các đại biểu tham dự đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo của Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Algeria, đồng thời mong muốn có nhiều sự kiện tương tự, nhất là tại địa bàn các nước xa xôi như châu Phi. Vừa qua, Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một năm thành lập hội. Buổi lễ có sự tham dự của khoảng 100 đại biểu là thành viên hội, đại diện các doanh nghiệp, trường học, tổ chức, hội, nhóm người Việt Nam và bạn bè Nhật Bản ở khu vực. Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Ban chấp hành hội, Chủ tịch Đỗ Phú Sơn cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chung tay của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng trong quá trình hình thành hội, cũng như dày công vun đắp và xây dựng hội từng bước lớn mạnh với sức lan tỏa ngày càng rộng. Nhiệt liệt chúc mừng hội nhân sự kiện ý nghĩa này, Tổng lãnh sự Vũ Bình nhắn nhủ hội cần đặc biệt quan tâm xây dựng được các kế hoạch, chương trình, hành động cụ thể, xây dựng đoàn kết cộng đồng, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, truyền thống dân tộc, đóng góp thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt-Nhật tại Fukuoka và trong khu vực, cũng như nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam tại địa phương và hướng về quê hương, đất nước. Nhân dịp này, Tổng lãnh sự quán cũng đã trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thành lập hội, tổ chức các hoạt động phát triển hội và vì cộng đồng. Kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh trong 10 tháng qua ước đạt 4,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,5 tỷ so với con số ghi nhận trong 9 tháng đầu năm, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Còn dự báo cả năm nay, lượng kiều hối đổ về đây sẽ đạt khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp tác động của dịch COVID-19. Trước đó, theo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, dự báo lượng kiều hối đổ về Việt Nam trong năm nay, theo kịch bản xấu nhất do tác động của dịch COVID-19, sẽ giảm khoảng 18,1% so với năm 2018. Như một lời tri ân dành riêng cho thị trường Việt Nam, một hãng đồng hồ lâu đời tại Thụy Sĩ đã ra mắt 3 phiên bản đồng hồ với những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam được vẽ trên mặt số. Sản phẩm do chính những nghệ nhân thủ công trong nước thiết kế và chế tác các vật phẩm kèm theo. Những mặt đồng hồ tinh xảo chính là sự tôn vinh vẻ đẹp Việt và nghệ thuật thủ công nguyên bản. Khi mà tôi đến phố mua tách cà phê, cảm thấy rất là yên bình và tự hào vì mình được sống và làm việc ở một trong những thành phố bình yên nhất trên thế giới. Tôi mới tự hào hỏi bản thân là sao mình không vẽ một cái gì đó về phố phường Hà Nội xưa cùng với cờ đỏ sao vàng. Tôi đã từng cảm thấy rất là xúc động trước rất nhiều tác phẩm có kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật đương đại và văn hóa dân gian của Việt Nam. Từ đó tôi ao ước sáng tạo nên một tác phẩm dựa trên mối liên hệ này. Cảm hứng của tôi đến từ chén trà ướp hương sen. Khi bông hoa bung nở, hương thơm bay lên, lẫn vào đó là những búp chè. Tôi cũng muốn đưa tinh thần đó lên hộp, để khi mở ra, bạn sẽ thấy tinh thần của Hà Nội ẩn sâu trong đó. Với tình yêu đối với văn hóa Việt Nam, những nhà thiết kế này đã mang hình ảnh phố cổ Hà Nội, hoa sen, tháp rùa, tà áo dài hay chú bé chăn trâu thổi sáo lên mặt đồng hồ cao cấp.
Từ đó, bộ 3 sản phẩm đồng hồ phiên bản đặc biệt dành tặng riêng cho Việt Nam của Chopa, một hãng trang sức cao cấp đến từ Thụy Sĩ với tuổi đời hơn 150 năm đã ra đời. Nhóm thiết kế cũng nghiên cứu rất là kỹ lưỡng và để mình đưa ra được những cái đề xuất để làm sao mà từ cái ý tưởng thiết kế mà nó hiện thực hóa được cái mong muốn đưa những cái hình ảnh nhìn vào thì ai cũng nhận ra đấy là hình ảnh của Việt Nam. Những mẫu đồng hồ phiên bản đặc biệt này chỉ sản xuất 15 chiếc trên toàn thế giới, được chế tác thủ công từ bộ máy tinh xảo, mặt số sơn mài đến tặng phẩm đi kèm. Đây cũng chính là lời cảm ơn đặc biệt của Chopa dành cho Việt Nam. Khi nhìn thấy sự ủng hộ của người Việt Nam dành cho Chopa thì chúng tôi muốn làm gì đó để tôn vinh Việt Nam. Việt Nam là một đất nước tuyệt vời với nền văn hóa thủ công truyền thống đáng ngưỡng mộ. Không chỉ dừng lại ở những bản thiết kế, các nghệ nhân sơn mài Việt đã trực tiếp sản xuất những hộp đựng phủ bụi vàng tinh tế, những món quà thủ công sơn mài độc đáo đi kèm, góp phần tái hiện lại một cách hoàn chỉnh những câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam. Thủ công Việt hoàn toàn có thể đi được với những cái sản phẩm mà nó cao cấp, mà nó thực sự có giá trị. Nó là một cái minh chứng cho cái việc là chúng ta hoàn toàn có thể có được sự tự tin đưa cái tinh hoa đấy lên cái tầm cao hơn. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web vtvgo.vn hoặc tải ứng dụng VTVGo trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.